Nhận định bóng đá Man United với Wolverhampton. 3 giờ ngày 30 tháng 12, vòng 16 ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ tiếp đón Wolverhampton tại Old Trafford vào đêm thứ tư trong cuộc chạm trán tiếp theo ở giải ngoại hạng Anh. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm trận đấu mới nhất nhé. Tiếp Wolverhampton sẽ là trận đấu cuối cùng trong năm 2020 của Manchester United. Đó là một năm đầy gian nan, nhưng về cơ bản là chấp nhận được với Quỷ Đỏ. Nửa cuối mùa bóng trước, Manchester United đã có cú tăng tốc ngoạn mục để hoàn thành mục tiêu là lọt vào top 4 Premier League, qua đó giành quyền dự Champions League 2020-2021. Cũng ở cúp châu Âu mùa trước, đội quân của Ole Solskjaer đã vào tới bán kết Europa League. Còn sang mùa giải năm nay, Quỷ Đỏ gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, dù sao xuống chơi ở Europa League cũng phù hợp với trình độ của họ thời điểm này. Quan trọng nhất, ở Premier League 2020-2021 thì mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng với thầy trò sâu xa. Sau 15 vòng đấu, họ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 27 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool đúng 5 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Cũng ở ngoại hạng Anh, Manchester United đang có phong độ rất ổn định khi bất bại 8 vòng gần nhất. Tóm lại, năm 2020 với Quỷ Đỏ mặc dù không quá tưng bừng, nhưng ít nhất Solskjaer và các học trò cũng đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu lọt vào top 4, góp mặt ở Champions League, chơi ổn định ở Premier League. Đây nhiều khả năng sẽ là cú hích để Manchester United chơi tốt hơn nữa, tiếp tục tiến bộ và tiến lên trong năm mới. Và một chiến thắng trước Wolverhampton đêm nay sẽ là cách tuyệt vời nhất để họ chính thức khép lại năm 2020. Khả năng giành 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay Quỷ Đỏ, bởi như đã phân tích, Manchester United đang có phong độ ổn định ở giải đấu trong nước với 6 chiến thắng, 2 hòa sau 8 vòng đấu gần nhất. Tuần trước, mặc dù chuỗi chiến thắng trên sân khách đã bị chặn đứng với trận hòa 2-2 tại King Power của Leicester, nhưng giành 1 điểm trên sân của Leicester thực ra cũng là kết quả tích cực với Quỷ Đỏ. Nhiều người lo ngại về phong độ sân nhà của Manchester United mùa này. Tuy nhiên, nên nhớ là ở trận gần nhất tại Old Trafford, họ nghiền nát Leeds với tỷ số 6-2. Chiến thắng tưng bừng đó sẽ giúp Quỷ Đỏ lấy lại sự hưng phấn cũng như tự tin khi được chơi ở nhà hát của những giấc mơ. Không chỉ phong độ, một lợi thế lớn nữa của Manchester United là thể lực. Họ được nghỉ hơn 3 ngày cho trận gặp Wolverhampton. Solskjaer cũng có ít nhất 1 ngày tập để lên các phương án chiến thuật, chuẩn bị miếng đánh cho cuộc đối đầu với bầy sói. Trong khi đó, Wolverhampton lại chỉ có đúng 2 ngày nghỉ giữa 2 trận gặp Tottenham và Manchester United. Chưa kể họ còn phải di chuyển tới Manchester. Quãng thời gian này là không đủ để Wolverhampton có bất kỳ buổi tập chiến thuật nào trước cuộc đối đầu Manchester United, trong khi đây lại là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó sẽ là sự chuẩn bị không tốt của thầy trò huấn luyện viên Nuno Santo. Chính huấn luyện viên này từng tuyên bố sẽ rất khó để đá tốt khi không có thời gian luyện bài trước khi gặp đối thủ tiếp theo. Sự khác biệt về thể lực cũng càng lớn hơn bởi lực lượng Manchester United đủ dày để họ xoay vòng cầu thủ mà vẫn đảm bảo sức mạnh. Một số thay đổi sẽ được Solskjaer tạo ra như Axel Tuấn Dê Bè đá hậu vệ cánh phải thay cho Victor Lindelöf chấn thương. Bên cánh đối diện, Alex Tell cũng sẽ đá chính thay Lucho. Ở phía trên, Paul Pogba, Mason Greenwood, Edinson Cavani, những người ngồi dự bị ở trận gặp Leicester, sẽ đá chính đêm nay. Rõ ràng Quỷ Đỏ sung mãn hơn nhiều so với Wolverhampton vốn có lực lượng mỏng và lại phải đá 2 trận trong vòng 48 tiếng. Chưa hết, một yếu tố khác để tin vào chiến thắng cho Manchester United là bầy sói còn vắng chân sút số 1, Raul Jimenez. Tiền đạo này dính chấn thương đầu sau cú va chạm mạnh với David Luiz ở trận gặp Arsenal. Jimenez vẫn chưa thể trở lại thi đấu và vắng anh. Hàng công Wolverhampton coi như mất đi ngòi nổ quan trọng nhất. Old Trafford đêm nay nhiều khả năng sẽ mở tiệc cuối năm. Một chiến thắng trước Wolverhampton sẽ giúp họ thêm tự tin chào đón năm mới với nhiều thử thách mới. Dự đoán tỷ số 2-0.